clip từ vua chúa trở thành thường dân. Đi ha, đi Việt Nam Airlines. Mình muốn mua vé thường, vé thường xong mình vô ốp nó lên làm taxi. Và chuyên gia đi. Cái anh nó học, nói nó học. Anh ốp lên quanh rồi. Bây giờ vé về vé thường. Em có ốp lên chưa hẳn ra từ đó giờ. Nó đi máy bay nó ngồi hạng thường thôi. Nó lần này mình đi anh chưa vô hết chuyên gia ngồi trải nghiệm được là họ ngồi hạng chuyên gia sống như thế nào. Trong cuộc vũ cho mình đã ám sát cái như vua vậy đó. Cho nên giờ đóng nhiều là đóng hai người bốn để bốc lên thành chuyên gia là bốn chuyện rồi chơi luôn. Đó là hai nè, đi vô hạng chuyên gia nè, không cần phải xếp hàng, vô là người xếp hàng không, vô cổng hải quan không cần phải là vô thẳng luôn, đi lên trên phòng VIP ngồi ăn chụp hình được người này người kia là chào mời sướng lên 10 giờ bay 9:50 hỏi ủa sao 10 giờ bay 9:50 sao thấy ai kêu chưa gọi ra nó chắc chị đi đây rồi ngồi ăn tiếp chụp hình tiếp tới 10 giờ 9:05 chứ 9:55 là 10 giờ ngắn đấy rồi chết rồi xong giờ này mình bực là còn có 5 phút 10 giờ sao mới kêu ra. Cái hỏi mấy cái người nhân viên đó đó, nhân viên sân bay ở đấy đó, anh chạy ra đi 10 giờ bay đó, cái lật đật khai ra ngay cổng thấy nó giống que lời hỏi còn một chị đang đứng đó ấy ủa sao bộ bị delay hả chị, nó anh bay mấy giờ, nó làm anh 10 giờ ta bay rồi rồi ta bay mất tiêu rồi. Trời hai anh em tôi là cái anh si mà anh si đạt thương gia đó mà sao bay rồi mà không ai kêu chứ chị, nó từ nãy giờ đứng đây có cặp dơ bản mà sao anh thấy rồi, nên chứ có anh đang trong phòng chuyên gia mà sao thấy. Cuối cùng hai anh em phải chạy ra ngoài mua hai cái giấy mới, còn hạng chuyên gia bỏ mua hai cái mới hạng người leo lên chịu tổng ngọc ta được trải nghiệm ha, trải nghiệm ngồi hạng business chứ hạng hạng chuyên gia cuối cùng cũng trở về thường dân.